Hóc cơn cầm đầu đường dây ma túy Quảng Trị, Đà Nẵng cùng đàn em lạnh án chung thân. Sau khi chồng bị bắt vì liên quan đến ma túy, Trang Tây gửi con ở quê rồi dẫn đàn em của chồng là Nguyễn Công Được từ Quảng Trị vào Đà Nẵng để tiếp tục đường dây mua bán ma túy. Chiều ngày 26 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đường dây ma túy Quảng Trị, Đà Nẵng đua hot cơn Trang Tây cầm đầu. Theo cáo trạng, Trang Tây tên thật là Trương Thị Kiều Trang, 22 tuổi, ngụ xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trang có con 57 tuổi, sau khi chồng bị bắt vì liên quan đến ma túy, Trang gửi con ở quê rồi dẫn đàn em của chồng là Nguyễn Công Được, 19 tuổi, ngụ khu phố 4, thành phố Đông Hà, cùng tỉnh Quảng Trị vào Đà Nẵng để tiếp tục đường dây mua bán ma túy. Tại đây, Trang thường xuyên có mặt ở các tụ điểm ăn chơi, đăng hình gợi cảm lên mạng xã hội để gây dựng mối lái. Trang nhanh chóng nổi danh là hot girl Trang Tây. Sau đó, Trang xin tiền cha mẹ mở tiệm spa ở Đà Nẵng để núp bóng, đồng thời lấy vốn mua bán ma túy, mọi hoạt động giao nhận hàng, cất giấu ma túy. Trang đều giao được thực hiện. Vào tháng 3 năm 2021, Trang mua hai lần ma túy, gần 1,4 kg từ một người tên Vá chưa rõ lai lịch tại Quảng Trị. Ma túy được Vá gửi theo xe khách vào Đà Nẵng. Cụ thể, ngày 9 tháng 3, Trang mua 1.400 viên thuốc lắc, 200 gram ketamine với giá 260 triệu đồng. Trong ngày 10 và ngày 12 tháng 3, Trang hai lần giao được đi bán 50 viên thuốc lắc với giá 5 triệu đồng và bán 500 viên thuốc lắc, 100 gram ketamine với giá 100 triệu đồng. Ngày 12 tháng 3, có người hỏi mua 2.000 viên thuốc lắc giá 313 triệu đồng, nên hot girl Trang Tây liên hệ và mua 2.000 viên với giá 300 triệu đồng để ăn tiền chênh lệch. Chiều cùng ngày, khi được nhận 2.000 viên thuốc lắc 876 gram tại bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng thì bị công an bắt quả tang. Lực lượng công an khám xét căn hộ của được, thu giữ số ma túy còn lại gồm 352 gram thuốc lắc và 107 gram hàng khai ketamine. Tại phiên sơ thẩm chiều ngày 26 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt cả Trang và được bức án chung thân với tội danh buôn bán trái phép chất ma túy, phạt bổ sung Trương Thị Kiều Trang số tiền 45 triệu đồng và Nguyễn Công được 20 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất của ngày nhé.